Chào hảo, chào mừng các bạn đã đến với kênh tiếng Trung online Trung Rạn. Cùng tương tác với mình nhé. Hiện tại đã quen thuộc cuộc sống ở đây rồi không? Bạn thường ngủ vào giờ nào vậy? Vậy bạn thường ngủ vào giờ nào vậy? 你今年多大年纪了？你已经改变睡懒觉的毛病了吗？那真好。你来北京多长时间了？明天的工作你安排好了吗？你已经习惯北京的天气了吗？你多高呀？从家到学校大概几百米呢？Trên đây là các câu hỏi tương tác cho bài học của ngày hôm nay.Chúng ta hãy cùng nhau xem lại nếu như các bạn vẫn chưa hiểu rõ nhé. 现在已经习惯这里的生活了吗？你一般晚上几点睡觉？那你一般早上几点起床？你今年多大年纪了？你已经改变睡懒觉的毛病了吗？那真好。你来北京多长时间了？明天的工作你安排好了吗？你已经习惯北京的天气了吗？你多高呀？从家到学校大概几百米呢？Nếu như các bạn còn có bất cứ câu hỏi nào thắc mắc, hãy để lại comment ở phía dưới bình luận nhé, để chúng ta cùng nhau giải đáp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!